đây là mình đang quay cái video này là chùa làng Phương Trung nhé. Chùa làng Phương Trung nghĩa là làng nón chuông đấy, chính là làng nghề làm nón làng chuông ở Thanh Oai, ngay trước là thuộc Hà Tây cũ, nay là sáp nhập về Hà Nội từ năm 2008. Đây là mình đang quay video để cho mọi người tham khảo cái kiến trúc chùa ngày xưa đấy. Toàn bộ hàng dãy cột ngoài này là toàn bộ những dãy cột lim, chân đá và bậc thềm đá này là đều là bậc thềm đá cổ ngày xưa đấy. Kiến trúc làm cái ngày xưa đều là đục nhấn, được nhấn mây hóa. Đây là toàn bộ hàng hiên. Năm gian đây mà gian rất là rộng. Năm gian hai trái. Nhưng mà gian ở đây gian rất là rộng. Mỗi một gian này đến hơn 3 mét ấy. Mỗi một gian này đến hơn 3 mét. Mình có quay video để mọi người tham khảo ở đây. Rất đẹp. Đây là bên này là hai ông hộ pháp. Cái này thì chắc cũng được sửa lại đây, mới sửa lại đây thôi. Thì cái không gian này thì cũng phần gỗ tương đối là mới, có một số chi tiết tương đối là mới. Đây là nhà này đấy, chắc là nhà để thờ 18 vị La Hán đây. Nhà thờ 18 vị La Hán ở đây. Đây là phần hậu cung. Phần mái đao đây, mái đao và góc xối rất là thú vị nha các bạn nhé. Cái góc xối này là tương đối là khó đấy, mà dễ làm được. Cái chi tiết cái mẫu nghê này cũng là một trong số những thứ rất là độc đáo các bạn này. Toàn bộ cái hàng này là hàng đá cổ. Toàn bộ hàng này là hàng cột đá cổ. Cột đá cổ rất là đẹp. Cột đá cổ khác rất nhiều những
chữ ngày xưa, chữ cổ. Thế là sao không nhớ ngày gì? Ngày nào nghĩa là không nhớ là ngày nào, không nhớ ngày nào, rất là đẹp đấy các bạn nhé. Rất là đẹp. À, đôi cầu đối rất là cổ. Cùng ngắm đôi cầu đối rất là cổ. Trước sân chùa thì có một cái kiến trúc cổng tam quan rất là đẹp. Kiến trúc cổng tam quan rất là đẹp, đắp vẽ cầu kỳ. Bên trên phần mái thì có những cấu kiện gỗ, phần mái gỗ là kết hợp làm các chuông luôn, rất là đẹp luôn. Hôm nay thì mới có mùng 3 Tết rồi nên là rất nhiều người còn đang tham quan ở đây. Các bạn nhớ like, đăng ký video của mình nhé. Đăng ký video của mình thì mỗi lúc mình cập nhật những video mới lên thì sẽ thông báo gửi cho các bạn. Các bạn có thể tiện theo dõi những video mới của mình. Mình chuyên bán nhà cổ nhé. Mình chuyên bán nhà cổ và nhận tu sửa, tôn tạo lại những cái công trình nhà gỗ, nhà cổ. Bên mình có rất nhiều những nếp nhà cổ và cái đội thợ của bên mình làm thì có kinh nghiệm nhỉ. Thì kể cả mình nhận sửa chữa những nếp nhà cổ, có thể là có cả nhà cổ và nhà sàn. Thì bạn bè có nhu cầu thì đăng ký kênh và mình sẽ để số điện thoại liên hệ của mình ở đây nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người nhé.